Minh Đường Tử Vi hân hạnh chào đón các bạn. Chúc các bạn xem video vui vẻ, bước sang ngày mới, công việc tốt lành, vạn sự hạnh thông, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây, mời các bạn đón xem Tử Vi chi tiết 12 con giáp, Chủ nhật ngày 15 tháng 11 năm 2020 và theo âm lịch, hôm nay là ngày mùng 1 tháng 10 năm canh tý. ngày này là ngày nhâm tuất tháng đinh hợi năm canh tí và ngày hôm nay là ngày hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ nhâm dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc tư mệnh, giờ giáp thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc thanh long, giờ ất tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc minh đường, giờ mậu thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc kim quỷ giờ kỷ dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc bảo quang, giờ tân hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Ngọc Đường. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, đại hại thủy, ngày nhâm tuất tức chi khắc với can, có nghĩa là thổ khắc với thủy, và ngày hôm nay là ngày hung. Về nạp âm, đại hại thủy, kỵ tuổi, bính thìn, giáp thìn, ngày thuộc hành thủy, khắc với hành hỏa, đặc biệt là tuổi, mậu tý bính thân, mậu ngọ, thuộc hành hỏa, không sợ thủy. Ngày tuất lục hợp với mão, tam hợp với dần và ngọ, thành hỏa cục, xung với thìn, hình mùi, hại dậu, phá mùi và tuyệt thìn. Vài tuổi xung khác trong ngày, tuổi bính thìn, giáp thìn, bính thân, bính dần và bính tuất. Tuổi xung trong tháng, tuổi kỵ tỵ, quý tỵ, quý mùi, quý sửu và quý hợi. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao thiên quý, tốt mọi việc, sao thiên tài, tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, sao cát khánh, tốt mọi việc, sao ích hậu, tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, sao đại hồng sa, tốt mọi việc. Và ngày hôm nay là ngày trực tinh, đại cát, tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu, trừ sao, kim thần, thất sát. Các sao xấu trong ngày cũng có, bao gồm sao hoang vu, xấu mọi việc, sao nguyệt hư hay còn gọi là nguyệt sát, xấu đối với việc giá thú, mở cửa, mở hàng, sao trùng tang, kỵ cưới hỏi, an táng, khởi công, động thổ, xây dựng về nhà cửa, sao trùng phục, kỵ giá thú, an táng, sao tứ thời cô cỏ, kỵ cưới hỏi, sao quỷ khóc, 6 đối với tế tử, an táng. Vài hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng chính nam, tài thần, hướng chính tây. Sau đây, mời các bạn đốn xiêm tử vi chi tiết 12 con giáp, chủ nhật ngày 15 tháng 11 năm 2020. Mời các bạn cùng theo dõi. đầu tiên mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý chủ nhật ngày 15 tháng 11 năm 2020 ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Tý xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tý trong ngày này đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh cho nên với bạn tuổi Tý gặp được nhiều may mắn trên cái con đường tài lộc vào ngày hôm nay và bạn mệnh tuổi Tý có thể được thừa kế một cơ ngơi do cha mẹ hoặc là những người đi trước để lại và bạn hãy lập ra những kế hoạch phát triển trong tương lai của mình ngay từ bây giờ đi bạn tuổi tí nhé. Trong ngày này, đối với những bạn làm ở văn phòng có tính cách cần cù và cẩn thận sẽ nhận được sự tán thưởng của cấp trên và sự tin tưởng của đồng nghiệp. Cái khoản tiền ấy dù không quá lớn với bạn nhưng hãy lấy đó làm nguồn động viên cho tinh thần lao động của mình nữa các bạn nhé. Cái vận trình ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Tý, bạn lại đang gặp ngày có thổ khắc với thủy, cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn lại không được tốt cho lắm, cái mối quan hệ giữa bạn tuổi Tý và nửa kia không được mấy in ấm, có lẽ vì chưa thực sự thấu hiểu cho nên đôi bên thường hay bất đồng ý kiến với nhau Hai người cần phải trò chuyện với nhau nhiều hơn nữa bạn tuổi tí nhé Ngày này đối với bà tuổi tí Bạn đang có được tín hiệu tốt về tài lộc Đi xa có người giúp đỡ Ký kết hợp đồng Mở kho Giao dịch Đều rất tốt Trong ngày bạn còn đang có được các sao tốt hỗ trợ như là sao thiên quý, sao thiên tài, sao cát khánh, sao ích hậu, xuất hành, cầu tài đều được như ý. Và với bà tuổi tí, bạn cũng đừng quên là nên chọn những cái hướng tốt để xuất hành như là hỷ thần, hướng chính nam và tài thần, hướng chính đông để tăng thêm sự may mắn cho mình nữa bạn tuổi tí nhé vài tử vi tuổi giáp tý thuộc kim có thể được thừa hưởng tài sản tử vi tuổi bính tý thuộc thủy nhận được tiền thưởng từ cấp trên tử vi tuổi mậu tý thuộc hỏa làm việc với tinh thần trách nhiệm cao tử vi tuổi canh tý thuộc thổ chưa thực sự thấu hiểu cho nửa kia tử vi tuổi nhâm tý thuộc mộc vợ chồng cần trò chuyện với nhau nhiều hơn vài đánh giá của bà tuổi tý trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 4 sao tài lộc, 5 sao sức khỏe, 4 sao tình cảm, 3 sao con số may mắn, số 5, số 8, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu điên màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân, tuổi Tỵ. Từ vi tuổi Sửu, chủ nhật ngày 15 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tự xỉu trong ngày này đang gặp ngày có kiếp tài gây rối. Cái điều này khiến cho bạn tự xỉu dễ vướng vào những rắc rối không đáng có. Những kẻ xấu xa có thể lôi kéo bạn vào những vụ tranh quyền độc đoạt lợi. Và với bạn tự xỉu, tốt nhất là bạn mệnh cần phải giữ lập trường vững vàng bạn tự xỉu nhé. Ngoài ra trong ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Sửu cái mối quan hệ của bạn với mọi người cũng không được mấy in bình Bạn mệnh tính thẳng thắn nóng nảy khiến cho bạn vô tình đắc tội với mọi người và bạn cần hãy quan sát tình huống và đối tượng để giao tiếp với mình để sao cho có cách xử lý phù hợp nữa bạn tuổi Sửu nhé trong cái vận trình ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi sửu bạn cũng đang gặp ngày có thổ vượng cái điều này nhắc nhở bạn mạnh tuổi sửu hãy từ bỏ những suy nghĩ cố hiểu từ trước tới nay của mình để tiếp nhận những điều mới mẻ hơn muốn bắt đầu kịp sự phát triển của xã hội thì bạn không thể cứ giữ mãi cái quan điểm cổ hủ như vậy được bạn tuổi sửu nhé về từ vi tuổi kỵ sửu thuộc kim giữ lập trường vững vàng Tử vi tuổi đinh sửu thuộc thủy không nên tranh chấp với bạn bè, đồng nghiệp. Tử vi tuổi kỷ sửu thuộc hỏa quan hệ đồng nghiệp được hài hòa. Tử vi tuổi tân sửu thuộc thổ nóng nảy dễ đắc tội với người khác. Tử vi tuổi quý sửu thuộc mộc không nên giữ mãi quan điểm cổ hủ. Về đánh giá của bạn tuổi sửu trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp ba sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi mão, tuổi hợi. Từ vi tuổi dần, chủ nhật ngày 15 tháng 11 năm 2020 Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi dần, cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi dần trong ngày này đang gặp ngày có màu khác với thổ. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi dần cần phải quan tâm đến gia đình của mình nhiều hơn và bạn tuổi dần dường như bạn dành quá nhiều thời gian cho công việc của mình mà quên mất việc chăm lo cho các thành viên trong gia đình nữa nhé. Và bạn tuổi dần, bạn đừng để cho tình cảm giữa mình và mọi người trong gia đình dần lạnh nhạt đi bạn tuổi dần nhé. Trong ngày Chủ nhật này đối với bạn tuổi dần cũng không được lòng tập thể vì bản tính của bạn cao ngạo và cố chấp, khăng khăng làm theo ý của mình, không chịu nghe theo lời khuyên của bất cứ ai. Ít nhất là bạn cũng nên tham khảo ý kiến của những người đi trước vì họ thường cho bạn có cái nhìn sâu sắc và toàn diện hơn đối bạn tuổi dần nhé. Trong ngày này đối với bạn tuổi dần, nếu như bạn có việc cần phải xuất hành đi xa thì bạn nên chọn những hướng tốt như là hỷ thần, hướng chính nam và tài thần, hướng chính tây. Hai hướng này sẽ giúp cho bạn làm ăn được thuận lợi, buôn bán, đắt hàng bạn tuổi dần nhé. Về tử vi tuổi giáp dần thuộc thủy cần quan tâm đến gia đình nhiều hơn. Tử vi tuổi bính dần thuộc hỏa không nên dành quá nhiều thời gian cho công việc. Tử vi tuổi mậu dần thuộc thổ suy nghĩ cố chấp không nghe ý kiến của người khác. Tử vi tuổi canh dần thuộc mộc không được lòng tập thể. Tử vi tuổi nhâm dần thuộc kim thích hợp xuất hành. Về đánh giá của bạn tử dần trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 6, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu xanh lá cây, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tuất, tuổi hợi. Từ vi tuổi Mão, Chủ nhật, ngày 15 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày Chủ nhật này đối với bạn tuổi Mão, cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Mão trong ngày này đang gặp được ngày cúc cục diện ngũ hành nhị hợp xuất hiện. Cho nên với bạn tuổi Mão, rất quan trọng thể diện của mình. bản mệnh không muốn nghe bất kỳ ý kiến nào trái chiều và sẵn sàng phản kháng lại khi có người bất đồng ý kiến với mình. Đây là nguyên nhân khiến cho mọi người cảm thấy bạn khá chi là nóng nảy bạn tuổi mão nhé. Ngày này đối với bạn tuổi mão, nếu như bạn chú ý để có cách nhìn cư sự khéo léo hơn thì ngày hôm nay là một ngày khá thích hợp để cho bạn xây dựng các mối quan hệ về hợp tác làm ăn. Bạn mệnh có thể tìm được những đối tác tiềm năng, đáng tin cậy với mình. Vì vậy, hãy có cách giữ cái mối quan hệ với họ sao cho thật tốt bạn tuổi mão nhé. Và trong ngày Chủ nhật này, đối với bạn tuổi mão bạn lại đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy, với bạn tuổi mão bạn là người có năng lực và trong ngày này, dù là ngày nghị với bạn, nhưng bạn rất chi là bận rộn và bạn được cấp trên để ý khả năng thăng quan tín chức trong thời gian tới với bạn rất chi là cao và bạn tuổi mão nhờ sự cố gắng không ngừng nghỉ bạn đã được cấp trên tin tưởng và trọng dụng giao cho những trọng trách quan trọng nữa và bạn hãy tiếp tục cố gắng để không phụ sự yêu mến của mọi người bạn tuổi mão nhé về tử vi tuổi ất mão thuộc thủy không muốn nghe ý kiến trái chiều tử vi tuổi đinh mão thuộc hỏa tính cách nóng nảy kiêu ngạo tử vi tuổi Kỷ mão thuộc thổ thích hợp xây dựng các mối quan hệ về làm ăn tử vi tuổi tân mão thuộc mộc có cơ hội thăng chức tử vi tuổi quý mão thuộc kim được cấp trên trọng dụng về đánh giá của bà tuổi mão trong ngày chủ nhật này sự nghiệp năm sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 3, số 5, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi hợi, tuổi mùi. Từ vi tuổi thìn, chủ nhật, ngày 15 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày Chủ nhật này đối với bà tuổi Thìn cho chúng ta thấy là dù là ngày mùng 1 tháng 10 năm canh tí, công việc của bà tuổi Thìn đang có điểm báo gặp nhiều trở ngại do chịu tác động xấu của cục diện ngũ hành tứ hình xung gây ra cho bạn nhé. Và bạn tuổi Thìn, bạn mệnh là người kiên trì và quyết tâm nhưng đôi khi lại quá nóng nảy và bốc đồng cái điều này dẫn đến việc gây mất lòng đồng nghiệp và cấp trên nữa. Hôm nay cũng không phải là ngày thích hợp để cho bạn tuổi thìn lựa chọn về đầu tư bởi bạn rất dễ đưa ra những quyết định sai lầm hoặc là rơi vào bẫy của đối thủ hoặc là kẻ tiểu nhân và bạn cần phải bình tĩnh, kiên nhẫn, chờ đợi một thời điểm khác thích hợp hơn với mình bạn tuổi thìn nhé. Bên cạnh đó, trong ngày Chủ nhật này đối với bạn tuổi Thìn, bạn cũng đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi Thìn, bạn là người dũng cảm và có chí tín thủ, tuy nhiên lại khá đơn độc, không tìm được người có cùng chí hướng với mình và bạn cần phải cởi mở hơn với mọi người, đừng có khép mình lại vì nghĩ rằng chẳng có ai thấu hiểu cho mình bạn tuổi Thìn nhé và tử vi tuổi giáp thìn thuộc hỏa công việc gặp nhiều trở ngại tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ dễ gây mất lòng với cấp trên và đồng nghiệp tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc không nên đưa ra những quyết định về đầu tư tử vi tuổi canh thìn thuộc kim dễ bị đối thủ hoặc là kẻ tiểu nhân lừa gạt tử vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy hãy cởi mở hơn với mọi người Vài đánh giá của bà Thủ Thìn trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 6, số 7, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi giàu, tuổi thân. Từ vi tuổi tỵ Chủ nhật ngày 15 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày Chủ nhật này đối với bạn tuổi Tỵ cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tỵ đang gặp được ngày có thiên ấn phù trợ, cho nên với bạn tuổi Tỵ có thể tạo lập được uy tín của mình trong nghề nghiệp thuộc các lĩnh vực như là nghiên cứu khoa học, nghệ thuật hoặc là dịch vụ hoặc là vụ trường nhé. Và bạn tuổi tỵ bạn đừng có e ngại, hãy tự tin và chứng tỏa khả năng của mình cho tất cả mọi người cùng biết bạn tuổi tỵ nhé. Ngày này với bạn tuổi tỵ bạn mệnh là người nhanh nhẹ, thông minh và có tài, tuy nhiên nhân duyên lại chưa tốt với bạn. Bạn có phần quá lạnh lùng và bạn cần phải mở lòng mình hơn để kết nối với mọi người bởi chẳng ai có thể sống một mình trên đời này được mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều nếu như có người đồng lòng với mình bạn tuổi tỵ nhé. Trong cái vận trình ngày Chủ nhật này đối với bạn tuổi tỵ may là bạn lại đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng. Cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn lại rất chi là tốt với gia đình bạn tuổi tỵ là một người dịu dàng và biết quan tâm bạn luôn chia sẻ với nửa kia mọi suy nghĩ của mình và đôi bên sẽ thảo luận để đưa ra cách giải quyết sao cho hợp tình hợp lý nhất có thể nữa đó nhá vài tử vi tuổi ất tỵ thuộc hỏa tạo lập được uy tín tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ tự tin thể hiện điểm mạnh của mình. Tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc, nhân duyên chưa được tốt. Tử vi tuổi tân tỵ thuộc kim, mở rộng mối quan hệ với mọi người. Tử vi tuổi quý tỵ thuộc thủy, quan tâm đến nửa kia của mình. Về đánh giá của bà tuổi tỵ trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1 số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu hồng, màu da cam, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Sửu, tuổi Thân. Từ vi tuổi Ngọ, chủ nhật ngày 15 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Ngọ ạ cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi ngọ trong ngày này đang gặp được ngày có tam hợp phù trợ. Cái điều này sẽ giúp cho bạn tuổi ngọ trở nên rất nhiệt tình và hăng hái trong công việc. Bạn mệnh thường bắt tay vào công việc được giao ngay mà không hề chần chừ hay là do dự. Nhưng cũng chính vì thế mà bạn tuổi ngọ thường trở nên nóng vội và rất dễ mắc phải sai suốt nữa nhé. Và ngày này đối với bà tuổi ngọ trước khi đưa ra bất kỳ quyết định gì, đặc biệt là những quyết định quan trọng, bạn cần phải suy tính một cách kỹ càng, không nên hăng hái lúc đầu, rồi về sau, khi gặp rắc rối, lại thành ra chán nản, muốn bụa dở dựa chừng, buông xuôi, khiến cho người khác phải khắc phục hậu quả của bạn nữa đoạn may là trong cái vận trình ngày này đối với ba tuổi ngọ bà lại đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn lại có phần được tốt đẹp cái mối quan hệ giữa bạn tuổi ngọ và gia đình vô cùng là hòa hợp bạn và nữ kia luôn trò chuyện mọi vấn đề trong cuộc sống với nhau đôi lứa yêu nhau đang ở trong quá trình yêu đương cũng rất chi là nồng nhiệt và luôn muốn ở bên nhau từng phút từng giây nữa nhé. Về tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim, nhiệt tình hăng hái trong công việc. Từ vi tuổi bính ngọ thuộc thủy, không nên đưa ra những quyết định nóng vội. Từ vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa, dễ bộ cuộc khi gặp phải khó khăn. Từ vi tuổi canh ngọ thuộc thổ, vợ chồng quan tâm và thường xuyên tâm sự. Từ vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc, tình cảm lứa đôi thám thít, nồng nàn về đánh giá của bà tuổi ngọ trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 1 số 8 giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ màu sắc cát tường màu đỏ màu tím quý nhân phù trợ tuổi tốt tuổi mão tuổi dần Từ vi tuổi mùi Chủ nhật ngày 15 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Mùi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Mùi trong ngày này đang chịu tác động của cục diện ngũ hành tứ hình xung thìn tuất xỉu Mùi gây ra. Cái điều này làm cho bạn tuổi Mùi trở nên tự tin thái quá trong ngày hôm nay và bản mệnh không muốn nghiêng lời khuyên của bất cứ ai trong ngày vì cho rằng mình có khả năng giải quyết được tất cả mọi vấn đề nữa đó nhé. Với bạn tuổi mùi, bạn hăng hái trong công việc và sẵn sàng là người đi tin phong, thế nhưng bạn sẽ rất dễ gặp phải những trở ngại nếu như quá nóng vội và không chịu suy nghĩ kỹ càng hay là không chịu nghe theo sự góp ý của bất kỳ ai, bạn mình cũng cần phải chú ý hơn trong giao tiếp nếu không rất dễ làm mất lòng người khác trong ngày hôm nay nữa bạn tuổi mùi nhé. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi mùi, bạn cũng đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy dù bạn tuổi mùi là người thẳng thắn và mạnh mẽ, tuy nhiên không phải lúc nào sự thẳng thắn khăng khăng làm theo ý của mình cũng là sáng suốt. Và đôi khi bạn cần phải bước chậm lại và lắng nghe ý kiến của những người xung quanh, những người có kinh nghiệm, họ thực sự là muốn tốt cho bạn đối với bạn tuổi mùi nhé. Vài tử vi tuổi ất mùi, thuộc kim, tử tin thái quá, không nghe theo ai. Từ vi tuổi đinh mùi, thuộc thủy, sẵn sàng tin phong làm việc. Tử vi tuổi kỷ mùi, thuộc hỏa, dễ làm mất lòng người khác. Tử vi tuổi tân mùi, thuộc thổ, khăng khăng làm theo ý của mình. Tử vi tuổi quý mùi, thuộc mộc, lắng nghe ý kiến của mọi người. Về đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu ghi, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão, tuổi ngọ. Từ vi tuổi thân, Chủ nhật, ngày 15 tháng 11 năm 2020 Xem tử vi ngày Chủ nhật này đối với bà tuổi thân, á, cho chúng ta thấy là Cái vận trình của bà tuổi thân trong ngày này, bạn đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng Cái điều này cho thấy, với bà tuổi thân, bạn hòa hợp với nửa kia của mình Bạn và người ấy luôn thấu hiểu và suy nghĩ cho nhau, nhờ vậy mà có chuyện bất đồng ý kiến với nhau rất khi hiếm xuất hiện ở nơi bạn. Tuy nhiên, đôi khi bạn mệnh cũng nên tìm cách để hâm nóng lại tình cảm đôi bên nửa bạn tuổi thân nhé. Và ngày này, đối với những người làm cha mẹ rất quan tâm đến quân cái của mình, bạn muốn mình trở thành một người bạn của quân hơn là một người bề trên chỉ biết ra lệnh và chỉ bảo cho quân mà không quan tâm tới những suy nghĩ của quân cái nữa nhé và ngày chủ nhật này đối với bạn thủy thân bạn cũng đang gặp được ngày cố thực thần phù trợ cho nên đối với những người làm nghề tự do thì có được cơ hội nhận được những phần thưởng xứng đáng với những sự cố gắng của mình trong suốt thời gian vừa qua và mọi người đều rất coi trọng bạn và muốn giữ cái mối quan hệ làm ăn uy tín với bạn nữa đó bạn tuổi thân nhé. Trong ngày này đối với bạn tuổi thân, bạn đang có được sự hỗ trợ của các sao tốt như là sao thiên quý, sao thiên tài, sao cát khánh, sao ích hầu Cho nên cái việc gặp gỡ đối tác, lãnh đạo, quan chức gặp nhiều may mắn. Có quy nhân giúp đỡ, mọi việc êm xuôi, không cần phải lo lắng. Xuất hành đi xa cũng rất tốt, cầu tài lộc thì được như ý muốn nửa bàn tuổi thân nhé. Vậy tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy hòa hợp với nửa kia, tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa nên hâm nóng tình cảm vợ chồng, tử vi tuổi mậu thân thuộc thổ quan tâm tới con cái của mình, tử vi tuổi canh thân thuộc mộc nhận được phần thưởng xứng đáng, tử vi tuổi nhâm thân thuộc kim được mọi người tôn trọng và tin tưởng. Vài đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 4, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Dậu. Từ vi tuổi Dậu, chủ nhật ngày 15 tháng 11 năm 2020, xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bà tuổi Dậu cho chúng ta thấy là cái vận trình của bà tuổi Dậu trong ngày này đang gặp được ngày có tam hợp phù trợ, cho nên với bà tuổi Dậu gặp được nhiều điều thuận lợi trong cái mối quan hệ xã hội của mình và bản mệnh tuổi Dậu dễ dàng tạo được ấn tượng tốt với mọi người trong ngày hôm nay từ lần gặp gỡ đầu tiên. Đặc biệt là bạn có thể tìm được người đồng chí hướng với mình trong ngày hôm nay nữa bạn tuổi Dậu nhé. Và trong ngày Chủ nhật này đối với bạn tuổi Dậu dù là ngày nghỉ với bạn nhưng rất bận rộn về công việc bạn trong lúc này cũng có những chuyện mến tích cực về phương diện sự nghiệp của mình. Nếu như bạn làm ăn chăm chỉ trong suốt thời gian vừa qua thì rất có thể sẽ được lãnh đạo quan tâm, cất nhắc vào ngày hôm nay. Ngoài ra, nếu như bạn có cơ hội xuất hiện thì hãy tự tin và chủ động để nắm bắt lấy. Đối với những người hành nghề tự do thì trong ngày này có cơ hội vận may để cải thiện về tình hình tài chính của mình rất chi là lớn đối bạn tuổi giàu nhé. Và ngày này đối với bạn tuổi Dậu, bạn cũng đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn rất chi là tốt. Bạn mệnh luôn rất tự hào về gia đình của mình. Bạn luôn quan điểm rằng người trong nhà luôn trò chuyện với nhau, tâm sự và thấu hiểu cho nhau. Chính vì thế mà mọi người không bao giờ hiểu lầm hay là nghi kỵ với nhau cả nhé. Về tử vi tuổi ất dậu thuộc thủy quan hệ xã giao thuận lợi tử vi tuổi đinh dậu thuộc hỏa tạo được ấn tượng tốt đẹp với mọi người tử vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ có cơ hội được cất nhắc trong ngày hôm nay tử vi tuổi tân dậu thuộc mộc chủ động và tự tin nắm bắt cơ hội tử vi tuổi quý dậu thuộc kim các thành viên trong gia đình luôn quan tâm tới nhau Vài đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày Chủ Nhật này: Sự nghiệp 5 sao, Tài lộc 4 sao, Sức khỏe 4 sao, Tình cảm 5 sao, Con số may mắn số 3, số 4, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu bạch kim, màu ghi, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Từ vi tuổi tuất chủ nhật ngày 15 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi tuất chua chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi tuất trong ngày này đang gặp ngày có tỷ kin gây họa cái điều này cho thấy đối với những bạn làm quan chức cấp cao hay là những người lãnh đạo dễ gặp phải chuyện đau đầu trong ngày hôm nay, bạn mệnh rất có thể sẽ phải giải quyết nhiều rắc rối do cấp dưới gây nên và bạn cần phải bình tĩnh để xử lý và có thái độ công tâm thượng phạt sao cho rõ ràng bạn tuổi tốt nhé. Và trong ngày này đối với bạn tuổi Tuất bạn cũng đang có điểm báo sẽ vướng vào những rắc rối do bạn bè và đồng nghiệp gây ra. Và với bạn tuổi Tuất lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là bạn không nên vào hùa với bất cứ ai để hạm hại người khác hoặc là kiếm lợi cho bản thân mình. Bởi nếu làm sai trái thì bạn sẽ phải chịu hậu quả thích đáng đối với bạn tuổi Tuất nhé và ngày này đối với bạn tuổi tuất không thích hợp để cho bạn động thổ vì vậy nếu bạn mệnh có ý định thực hiện công việc này thì ngày hôm nay không tốt nên hoãn lại vài ngày tới hoặc là chờ thời điểm khác thích hợp hơn với mình bạn tuổi tuất nhé. và tử vi tuổi giáp tuất thuộc hỏa phải giải quyết nhiều rắc rối tử vi tuổi bính tuất thuộc thổ không nên hãm hại người khác tử vi tuổi mậu tuất thuộc mộc làm việc dựa vào sức mình Từ vi tuổi canh Tuất thuộc kim Không thích hợp động thổ Từ vi tuổi nhâm Tuất thuộc thủy Lãnh đạo không nên thiên vị cấp dưới Về đánh giá của bà tử tuốt trong ngày Chủ nhật này Sự nghiệp 3 sao Tài lộc 4 sao Sức khỏe 4 sao Tình cảm 4 sao Con số may mắn số 3 số 7 Giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu vàng, quý nhân phụ trợ, tuổi thân, tuổi dần, tuổi ngọ. Từ vi tuổi hợi, Chủ nhật, ngày 15 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày Chủ nhật này đối với bà tuổi hợi ạ. Cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Hợi đang gặp ngày cố thổ khác với thủy, cái điều này cho thấy cái mối quan hệ xã hội của bạn tuổi Hợi trong ngày hôm nay không được tốt đẹp cho lắm và bản mệnh tuổi Hợi có thể sẽ vướng phải tranh cãi với bạn bè, khiến cho đôi bên rơi vào chiến tranh lạnh, khi bình tĩnh trở lại, bạn tuổi Hợi nên là người chủ động để làm hòa nhá trong gia đình, bạn tuổi hợi trong ngày hôm nay tỏa ra là người khá nóng nảy, bạn thích làm theo ý của mình mà không để ý tới cảm nhận của người khác. Bạn hãy biết đặt mình vào vị trí của người khác, đừng coi việc người khác chiều theo ý của mình là hiển nhiên bạn tuổi hợi nhé. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày Chủ nhật này đối với bạn tuổi hợi, bạn lại đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh cái điều này cho thấy với bạn tuổi Hợi bạn sẽ gặp rất nhiều may mắn trên cái phương diện về tài lộc trong ngày hôm nay ngày này đối với những bạn làm nghề phụ làm nghề tự do thì sẽ gặt hái được nhiều thành quả xứng đáng sau chuỗi ngày làm việc vất vả với mình nếu mít đầu nếu biết đầu tư đúng cách thì ngày hôm nay với bạn tuổi Hợi cũng có thể cho bạn giàu một cách nhanh chóng nữa đó bạn tuổi Hợi nhé và ngày này đối với bạn tuổi Hợi, bạn cũng đang có được tin báo tốt lành, niềm vui đến, gặp gỡ, trao đổi công việc được nhiều thuận lợi, quân lộc khố thiêu chân, tài lộc ầm ầm đổ về nhà nữa bạn tuổi Hợi nhé. về tử vi tuổi Ất Hợi thuộc họ bạn bè xảy ra mâu thuẫn. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc Thổ, hãy đặt mình vào vị trí của người khác. Tử vi tuổi kỵ Hợi thuộc Mộc không hòa thuận với gia đình, từ vi tuổi tân hợi thuộc kim nhận được thành quả lao động xứng đáng, từ vi tuổi quý hợi thuộc thủy đầu tư được lợi nhuận. Về đánh giá của bà tuổi hợi trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 6, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cá tường, màu xanh nước biển, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi xỉu, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.